Dạ. Rách rồi. Ai làm rách nhỉ? Cậu ơi, hôm nay ở nhà chán quá. Thế bây giờ nha, mẹ hỏi con nha. Này, con ngồi dậy. Thế bây giờ nha. Mình tìm xe gì ấy? Còn đây nha, đây là đi cung cá heo này. Là đi sang cung cá heo này. Còn đây là đi nhà thờ này. Còn đây là đi Big C này. Còn đây là đi cho cá ăn. Thế con chọn là đi đâu? Đâu, đi chơi Big C á? Rách rồi. Ai làm rách nhỉ? Không biết. Chắc bố làm rách à? Thì bố đi làm rồi thì làm sao bố làm rách được? Ai làm rách? Ai làm rách? Mẹ làm rách á? Mẹ có động vào đâu? Gấu nằm rách à hả? Phải gấu. À cũng không phải à, chắc nó tự rách nhỉ. Thế bây giờ con thích đi đâu nào? Đâu, con chọn đi. Đi cá voi. Đi cá voi à? Hay đi nhà thờ đi. Tối đi nhà thờ. Kéo vẽ vào mặt con. Hay đi cho cá ăn. Đi cho cá ăn là đi có một túi thức ăn hoặc vứt xuống cho cá đẹp ăn ấy. Thế con muốn đi đâu? À, con chào mọi người nào. Gấu ơi. Nào, con ngẩng lên. Con ngẩng mặt lên, con chào mọi người. Con chào mọi người, con chào mọi người. Con là gấu La Cả đây. Yêu em vẽ. Anh vẽ một đàn đấy. Đâu? Ủa, ai lại vẽ một vệt đấy nhỉ? Thế bây giờ tối nay đi nhà thờ con nhá. Được không? Không. Đi đâu? Con. Đi Vincom mà. Coi nhé. À đi cá coi á? Con bảo là để cho bố ở nhà. Hả? À, để cho bố ở nhà. Con rắn. À con rắn này. Được rồi. Tối nay mẹ cho gấu đi cho cá ăn nhá. Được rồi, đi được không con? Được. Ok, nào dê mẹ cái nào? Để cho bố ở nhà. Để cho bố ở nhà. Để cho bố ở nhà, không cho bố đi á? Thế bây giờ mẹ con mình đi bằng gì? Bằng xe. Xe nào? Xe tô. Xe tô, làm gì có xe tô? Đâu? Xe tô đây. Xe đâu? Xe ở đâu? Xe ở đây này. Xe ở đâu? Làm gì có, nhà mình có mỗi con xe đạp kia thôi. Chơi xe đạp mệt lắm mà con bảo cho bố ở nhà thì làm sao mà đi được? Đây là biển. À biển à. Đây là biển. Tôi sắp. Ừ. Chưa. Rồi, ok con. Đây là cầu trượt. À đây là cầu trượt, con vẽ cầu trượt à. Thôi con bye bye mọi người, để con chuẩn bị đi cho cá ăn nào. Nào, bye bye nào. Gấu. Gấu ơi. Đâu chào phải giơ tay lên như vậy chứ con. Con chào mọi người, con chuẩn bị đi cho cá ăn đây. Cho cá ăn đây. Rồi, bye bye mọi người cùng theo dõi con nhé.